Xin vinh danh tuyên dương các em hoàn thành xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2023-2024 của lớp 41 như sau. Chúc mừng em Lê Ngọc Thái An lớp 41. Chúc mừng em Khâu Thị Minh Anh lớp 41. Chúc mừng em Vũ Việt Anh lớp 41. Chúc mừng em Nguyễn Đàm Bảo Châu lớp 41. Chúc mừng em Nguyễn Trần Quỳnh Chi lớp 41. Chúc mừng em Đặng Nguyễn Thiên Di lớp 41. Chúc mừng em Trần Hải Dũng lớp 41. Chúc mừng em Nguyễn Huy Minh Đức lớp 41. Chúc mừng em Trương Hà Gia Hân lớp 41. Chúc mừng em Lê Trọng Huân lớp 41. Chúc mừng em Võ Duy Khang lớp 41. Chúc mừng em Trần Bảo Khánh lớp 41. Chúc mừng em Phạm Nguyễn Châu Khuê lớp 41. Chúc mừng em Nguyễn Ngọc Minh Lam lớp 41 Chúc mừng em Nguyễn Trần Ái Nhi lớp 41 Chúc mừng em Phạm Gia Phúc lớp 41 Chúc mừng em Nguyễn Hiền Phúc lớp 41 Chúc mừng em Mai Minh Quân lớp 41 Chúc mừng em Nguyễn Kim Thanh lớp 41 Chúc mừng em Phan Tuệ Thông lớp 41 Chúc mừng em Phạm Nguyễn Song Thư lớp 41 Chúc mừng em Dương Tông Tiến lớp 41 Chúc mừng em Ngô Nguyễn Nhã Trân lớp 41 Chúc mừng em Trần Lê Minh Uyên lớp 41 Chúc mừng em Mai Vân Thanh Vi lớp 41